kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình của chúng tôi. Từ những tiềm năng về tự nhiên và văn hóa của Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp lớn giúp đỡ nơi đây bay cao, bay xa hơn nữa. Việt Nam hiện là nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao và đang ở mức báo động. Cùng tìm hiểu về vấn đề này trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Kiều bào Thái Lan tham quan chùa và di tích lịch sử tại thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động hướng về cội nguồn qua văn hóa Phật giáo. Thưa quý vị, vào sáng ngày 26 tháng 3, tỉnh Quảng Nam cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. Phát biểu trước gần 1.000 đại diện các doanh nghiệp và đại biểu tham dự hội nghị có quy mô lớn nhất này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi những con sếu đầu đàn, tức là những doanh nghiệp lớn, hãy gia nhập đàn để cùng đưa Quảng Nam và Việt Nam bay cao bay xa hơn nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Nam không chỉ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là nơi diễn ra các trận chiến oanh liệt trong thời kháng chiến, mà Quảng Nam có vị trí thông thương vô cùng thuận lợi của quốc gia. Từ mấy thế kỷ trước, Hội An cũng như cả Quảng Nam đã là vùng đất lành chim đậu của nhiều tàu buôn, của nhiều thương gia tầm cỡ, là khu đô thị thương cản phồn vinh nổi bật của châu Á. Còn hiện nay, Quảng Nam có những điều kiện riêng có, đó là hai sân bay và hai cảng lớn ở hai đầu, cùng với đường sắt, đường sông, và tới đây là có đường cao tốc đi qua. Từ những tiềm năng cả về tự nhiên và văn hóa của Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chìa khóa cho sự thành công của Quảng Nam nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng về con người, vận dụng tốt các yếu tố tài nguyên, địa lý sẵn có và không gian liên kết kinh tế với Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đi cùng với liên kết chiến lược chuỗi giá trị với Vĩnh Phúc, vì tỉnh này cũng sản xuất ô tô như Quảng Nam. Còn liên kết với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là để khách đến hai nơi này thì sẽ đến Quảng Nam. Tiềm năng người Quảng Nam lớn lắm, kiên cường, bất khuất, dám xả thân. Trên có bài hát bảo đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm rượu hồng đào chưa nhắm đà sai. Anh về suy gác tay có nơi nào ân nghĩa dài như nơi đi. Tôi nói cái tình cảm của người Quảng Nam đối với bạn bè, đối với anh em là cái câu ý nói câu đó như vậy. Chia sẻ về một tầm nhìn mới đối với Quảng Nam là cần phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện của miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quảng Nam phải đột phá trong kêu gọi đầu tư du lịch mang tính thời thượng kiểu Dubai như đua xe công thức, mô tô phân khối lớn, trường dạy nghề du lịch, kết hợp các cuộc thi máy bay thể thao, máy bay cá nhân, bến du thuyền, tổ chức các festival du thuyền thế giới, trung tâm giải trí, nhằm đưa Quảng Nam trở thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, chứ không phải chỉ có bán vé tham quan và ngủ. Về công nghiệp, tỉnh cần phát triển công nghiệp sạch để phục vụ thương mại, dịch vụ du lịch, cùng với đi sâu chế biến lâm sản, dược liệu, thủy sản và trở thành trung tâm cơ khí ô tô của Việt Nam. Khẳng định những việc mà chính phủ và chính quyền tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh một nền móng vững chắc của luật pháp, một môi trường kinh doanh cạnh tranh và hấp dẫn dành cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đến Quảng Nam, không chỉ năm nay, còn 20 và 200 năm tới. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu đầu tư cho 33 dự án đầu tư có tổng vốn gần 16 tỷ đô la Mỹ, trong đó các ngân hàng cam kết tài trợ khoảng 26.000 tỷ đồng. Và tiếp theo là một thông tin vui cho nền kinh tế của Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đã tăng trên 77% trong quý 1 năm nay. Trong đó, Hàn Quốc là nước dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 3,74 tỷ đô la Mỹ. Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2017, cả nước có hơn 23.000 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 301 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 trên 21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 176 tỷ đô la Mỹ, chiếm 59,3% tổng vốn đầu tư. Tính từ trước đến nay đã có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký là 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,9% tổng vốn đầu tư. Đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài với gần 46 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nội. Thưa quý vị, phải nộp hàng trăm triệu đồng tiền mặt, thậm chí là hàng tỷ đồng, rồi nộp tiền một nơi, đóng dấu lại một nơi, là thực trạng về thủ tục
thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô hiện nay tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Việc rườm rà về thủ tục này không chỉ làm mất thời gian đi lại nhiều lần của người dân mà còn đi ngược lại với mục tiêu của chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt. Thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô. Vì đây là tài sản có giá trị lớn nên số tiền lệ phí thường là vài chục triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, người dân lại không có nhiều lựa chọn ngoài việc là phải nộp tiền mặt cho kho bạc nhà nước. Em muốn thanh toán có thẻ được không ạ? Không, các bạn là không bằng thẻ mà lại còn ở đây không được thẻ đâu, ở đây chỉ được tiền mặt thôi. Ngoài thu tiền mặt thì người dân có thể chuyển khoản qua ngân hàng. Tuy nhiên, hình thức này thực tế không khả thi khi mà cơ quan công an lại không chấp nhận chứng từ đóng dấu vuông của ngân hàng. Vì vậy, việc người dân phải mang hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ đi nộp là rất phổ biến. Liên quan đến hợp tác, phối hợp giữa ngân hàng và công an trong việc xác nhận biên lai chuyển tiền. Thì theo tôi nghĩ rằng là hai bên cũng cần phải thống nhất với nhau là những trường hợp nào là những trường hợp được công nhận là đã thực sự chuyển tiền, chứ không nhất thiết là phải căn cứ quá nhiều vào chuyện là dấu vuông hay là dấu tròn. Một phương thức thanh toán khá phổ biến ở những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ ở đô thị nhưng lại không thể thực hiện được ở cơ quan, mà lẽ ra là phải đi đầu trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Không những thế, dù là người dân đã nộp tiền xong nhưng thủ tục này vẫn chưa kết thúc ở đây. Mặc dù bộ phận thu lệ phí trước bạ của kho bạc nhà nước được bố trí ở cơ quan thuế nhằm tạo điều kiện cho người dân, nhưng đây chỉ mang tính hình thức, bởi nộp tiền thì ở đây, nhưng người dân phải sang địa chỉ khác để đóng dấu xác nhận là đã nộp tiền. Gọi là một cửa thì tốt nhất là để cho người dân đỡ phải đi lại, có phải tốt hơn không? Tôi nghĩ nó giống như là một cửa như nhiều khóa, có nghĩa là chúng ta làm cái bộ phận một cửa tại kho bạc nhà nước chưa hoàn chỉnh, để cho cái việc là một người phải đi lại nhiều lần, nhưng mà ngoài nhiều lần ra thì còn là gặp nhiều người trong cái một cửa đó, và như vậy nó sẽ mất nhiều thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình mà tương tác với cơ quan công quyền. Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020 với mục tiêu 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Trong khi kho bạc nhà nước là cơ quan tài chính vẫn còn chưa chấp nhận thanh toán qua thẻ, thì việc khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt xem ra khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Sau đây chúng tôi xin dành một phần thời lượng của bản tin để đề cập tới một vấn đề y tế rất đáng báo động hiện nay, đó chính là tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Thưa quý vị, kháng thuốc kháng sinh đang trở thành một thách thức toàn cầu. Đây là cảnh báo mới nhất của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh hiểm họa kháng thuốc đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Theo báo cáo về vi khuẩn kháng thuốc của chính phủ Anh, nếu không có những hành động cụ thể để ngăn chặn tình trạng này, kháng thuốc kháng sinh thì tới năm 2050, mỗi năm sẽ có 10 triệu người chết vì các loại siêu vi khuẩn, cao hơn số người tử vong vì ung thư, tiểu đường hay là tai nạn giao thông. Bé Josiah tử vong tại bệnh viện Chippenham, bang Virginia, Mỹ năm 2010 là một trong hàng triệu người chết mỗi năm do siêu vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Josiah qua đời khi em mới được 17 ngày tuổi do bị nhiễm trùng trong bệnh viện mà không có loại thuốc kháng sinh nào chữa trị được. Đây chính là một trong những ca bệnh điển hình do kháng kháng sinh. Đó là tình trạng các vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng thích ứng với các loại thuốc kháng sinh và khiến các loại thuốc này không còn hiệu quả trong điều trị bệnh. Chúng ta đang mất đi khả năng điều trị các bệnh nhiễm khuẩn khi vi khuẩn có khả năng kháng lại các loại thuốc kháng sinh mà chúng ta vẫn chữa khỏi bấy lâu nay. Kể từ năm 1987 đến nay, con người không thể phát triển thêm bất kỳ một loại kháng sinh mới nào, trong khi vi khuẩn ngày càng mạnh. Rồi người dân sẽ mắc bệnh dài hơn, phải ở viện lâu hơn. Rất nhiều trường hợp đã tử vong vì bệnh nhiễm trùng vốn đã từng chữa trị được. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố danh sách 12 nhóm vi khuẩn gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. Trong đó, đặc biệt nguy hiểm là nhóm vi khuẩn đa kháng, nghĩa là có thể đề kháng với rất nhiều loại kháng sinh.
Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến một ví dụ về một em bé tại bang Virginia của Mỹ đã qua đời khi còn quá bé. Đây cũng là một ca bệnh điển hình do kháng kháng sinh. Vậy còn tại Việt Nam chúng ta thì sao ạ? Chúng ta hiện là nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao và đang ở mức báo động. Theo nghiên cứu của Bộ Y tế, việc tự ý sử dụng thuốc kháng sinh của người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, lên tới 91% và ở thành thị là 88%. Điều này khiến nhiều loại kháng sinh thế hệ mới đã bị kháng, trong đó nhóm vi khuẩn đường ruột có tỷ lệ kháng kháng sinh lên tới 80%. Mà nguyên nhân là do việc sử dụng kháng sinh bừa bãi trong điều trị, chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy bởi 100% hiệu thuốc đều bán thuốc mà không cần đơn của bác sĩ. Chỉ cần kể với dược sĩ về những triệu chứng bệnh của mình, người đàn ông này đã được kê rất nhiều loại thuốc, trong đó không thiếu kháng sinh. Kháng sinh, thuốc chữa viêm phế quản. Nói chung bây giờ ra nhiều thuốc thì mình có nhu cầu người ta bán thôi chứ, người ta không đòi hỏi đơn. Những cái thuốc này là bán theo đơn của bác sĩ, nhưng đây là họ ra thì tức là họ quên đơn ở nhà. Một số nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, nhóm vi khuẩn gây nhiễm trùng hô hấp đã kháng penicillin hơn 71%, kháng erythromycin hơn 92% và đa kháng thuốc từ 20 đến 30%. Điều này dẫn đến khó khăn trong điều trị và chi phí rất tốn kém. Hiện nay nhiều nhóm vi khuẩn gram âm, ngoài cái nhóm vi khuẩn đường ruột thì còn những vi khuẩn gram âm khác, ví dụ như trực khuẩn màu xanh hay là Acinetobacter baumannii chẳng hạn, thì nó kháng với các kháng sinh với tỷ lệ từ 60 đến 80% tùy theo vi khuẩn và tùy theo các cái nhóm kháng sinh. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân mắc các cái nhiễm khuẩn do vi khuẩn đề kháng thì đầu tiên là cái việc chẩn đoán cũng rất là khó khăn. Khi mà điều trị các cái kháng sinh còn lại bác sĩ có thể lựa chọn thì cũng rất là ít. Tiến sĩ Trung cũng nhấn mạnh hiện nay không thể kiểm soát được việc tự mua và uống thuốc tại cộng đồng. Và sự tồn tại kháng sinh trong động vật và thủy sản sẽ dẫn đến các vi khuẩn trong cơ thể con người cũng chịu bị kháng kháng sinh. Và để phòng ngừa tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành nhiều chế tài xử phạt với các hành vi dùng thuốc kháng sinh không đúng, cũng như là cấm các dược sĩ không được bán thuốc kháng sinh cho người dân khi không có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, thì do mức xử phạt chỉ mang tính hình thức mà thôi, nên không đủ sức răn đe. Vấn đề quan trọng nhất là nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc kháng sinh. Hiện Bộ Y tế đã thiết lập một hệ thống giám sát kháng thuốc tại 16 bệnh viện và đưa test kháng sinh vào đánh giá trước khi điều trị. Nếu nhiễm trùng do vi khuẩn thì mới phải sử dụng kháng sinh. Cái test mà chúng tôi định lượng cái protein phản ứng C, thế thì về nguyên tắc ấy, đối với cái nhiễm trùng do vi khuẩn thì cái kết quả xét nghiệm này nó sẽ cao. Thế còn đối với nhiễm trùng do virus thì nó thấp, chỉ những trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm khuẩn thì mới có chỉ định kháng sinh. Còn những trường hợp mà không phải do nhiễm khuẩn, nhiễm virus chẳng hạn thì việc sử dụng kháng sinh đó là không hợp lý. Tổ chức Y tế Thế giới đã hỗ trợ ngành y tế xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống kháng kháng sinh ở Việt Nam với mục tiêu là kiểm soát sử dụng kháng sinh trên người và động vật. Kể từ năm nay, chúng tôi cũng bắt đầu triển khai một chương trình quản lý sử dụng kháng sinh ở Việt Nam, trong đó có hệ thống giám sát kháng thuốc tại 16 điểm. Nhằm phân lập, tìm ra các vi sinh vật gây kháng thuốc để có phương án khắc phục. Nhưng quan trọng nhất là trong năm nay, WHO sẽ kết hợp với 4 bộ ngành là Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương để đưa ra các dự án cụ thể kiểm soát sử dụng kháng sinh trên người và trong chăn nuôi. Trước tình trạng gia tăng kháng kháng sinh trên toàn cầu, thì một nhóm công tác đặc biệt của Liên Hợp Quốc vừa được thành lập, chuyên trách về giải quyết thách thức kháng kháng sinh do Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bà Margaret Chan và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bà Amina Mohamed làm đồng chủ tịch. Mục tiêu của nhóm là đưa ra các hướng dẫn cụ thể để tìm kiếm giải pháp hiệu quả đối với vấn đề kháng kháng sinh trên quy mô toàn cầu. Trong phần tiếp theo của bản tin, kiều bào Thái Lan tham quan chùa và di tích lịch sử tại thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động hướng về cội nguồn qua văn hóa Phật giáo. Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị cho ngày khai hội đền Hùng năm Đinh Dậu 2017, đón đồng bào cả nước về với đất tổ. Xin được chuyển sang những thông tin văn hóa xã hội. Thưa quý vị, những năm gần đây trên khắp cả nước có rất nhiều những hoạt động xã hội do chính các bạn trẻ chủ động khởi xướng. Đó có thể là những hoạt động văn hóa, những sáng kiến mang lợi ích cho cộng đồng và đặc biệt là những hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động của các bạn trẻ đang làm mang nhiều ý nghĩa, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ ngày nay.
Cuối tuần, khu phố đi bộ thêm nhộn nhịp bởi các trò chơi dân gian, ô ăn quan, nhảy dây, đi cà kheo, chuyển chát. Không chỉ có những em nhỏ mà ngay cả những người lớn tuổi cũng bị cuốn hút bởi những trò chơi của tuổi thơ một thời. Đây chỉ là một trong những dự án văn hóa của câu lạc bộ Mai Hà Nội do chính những bạn trẻ Hà Nội khởi xướng. Mỗi tối cuối tuần có tới 50 bạn trẻ nhiệt tình từ câu lạc bộ tới đây để hướng dẫn cách chơi cho mọi người. Trẻ em thì hào hứng, người lớn thì thích thú. Bản thân tôi thì tôi thấy rất là ngưỡng mộ và đã gợi lên những cái trò chơi dân gian của những cái cổ truyền từ ngày xưa mà. Thì tôi cảm thấy nó vui mà rất là phấn khởi. Mai Hà Nội hoạt động từ năm 2006, tập hợp những người trẻ muốn cống hiến một phần sức lực của mình với văn hóa dân gian truyền thống, đặc biệt là những yếu tố gắn bó với lịch sử văn hóa Hà Nội. Một nhóm bạn trẻ khác lại chọn cho mình hoạt động thiết thực hơn với những người có hoàn cảnh khó khăn. 3 lần một tuần từ khách sạn El Opera Hà Nội, những suất ăn được đóng gói trong những hộp xốp sạch sẽ này sẽ được đưa đến xóm chạy thận trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, nơi tập trung những người mắc bệnh thận có hoàn cảnh khó khăn. 4 năm hoạt động, 40.000 suất ăn, hàng trăm tình nguyện viên. Đây là kết quả của các bạn trẻ trong nhóm Hà Nội Food Rescue. Hầu hết, các bạn là học sinh trung học phổ thông của nhiều trường tại Hà Nội. Thức ăn chưa được dùng hết từ các khách sạn, nhà hàng được các bạn đưa đến Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Ca, xóm chạy thận Lê Thanh Nghị. Một ý tưởng thú vị khác tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng kiến của thầy trò trường trung học phổ thông Teleman, thầy và trò đã cùng nhau biến những chai nhựa đã sử dụng, tưởng chừng chỉ có thể vứt đi, trở thành những chiếc đèn đi lắp cho các hộ dân nghèo. Vừa gần gũi, vừa dễ sử dụng, nguyên liệu lại không hề khó tìm, các bạn trẻ vẫn luôn gọi vui đây là chiếc đèn ve chai. Từ ngày có đèn ve chai, những hộ dân bên khu vực dân cư cầu Tám Nó ở quận 8 như vui hơn, phấn khởi hơn. Dùng hàng ngày thấy nó cũng nhẹ, bớt đi tiền điện. Tháng mưa nếu mà không mở đèn thì nó tối, muỗi, nhà dưới phần có nít nữa. Rồi từ lúc xài đèn ve chai tới giờ là giờ chỉ một tháng sụt xuống 20kg, còn có 30kg thôi. Rồi xài thấy nó đủ, cũng đỡ cho những người dân khổ như vậy. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn đại biểu gồm các nhà sư, trụ trì các chùa Việt Nam và đại diện kiều bào tiêu biểu tại Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 3, đoàn đã triển khai hoạt động đầu tiên khi tham quan một số ngôi chùa và di tích lịch sử tại thủ đô Hà Nội. Chùa Hoàng Ân, quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi an nghỉ của Hòa Thượng Phạm Ngọc Đạt, hiệu Bình Lương, trụ trì chùa Từ Tế, thành phố Bangkok, Thái Lan, nơi từng nuôi dưỡng và che giấu cán bộ cách mạng Việt Nam hoạt động bí mật. Hòa thượng Bình Lương là ân nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ Bác hoạt động ở Thái Lan và là sư tổ của Phật giáo Việt Nam tại Thái Lan. Ở đây có một ý nghĩa rất là to lớn, bởi vì đây là nguyện vọng của tất cả các thành viên trong đoàn, gọi là các hòa thượng của gọi là An Nam Nikai, tức là Việt Tông của Thái Lan. Thì hôm nay đoàn về đây gần như tất cả các cụ đều coi là đi về với cội nguồn. Thế chính vì thế mà các cụ đều rất là phấn chấn. Và khi đến đây tất cả các cụ đều gọi là ăn mặc đúng gọi là đại lễ để các cụ làm lễ cho cụ Bình Lương. Đối với cộng đồng người Việt tại đất nước Chùa Tháp, văn hóa Phật giáo vốn đã ăn sâu trong tiềm thức. Những ngôi chùa gốc Việt xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh, sinh hoạt cộng đồng của bà con kiều bào. Những cái chùa Việt ở Thái Lan bây giờ có 21 chùa, tức là rất là mạnh đối với kiều bào đến, đồng thời mở những cái trường học ở trong chùa như tỉnh Udon Thani, có trường học dạy con em tiếng Việt ở trong chùa. Sau gần 20 năm, đây là lần đầu tiên có đoàn chính thức của Phật giáo Việt Tông tại Thái Lan cùng với kiều bào sang thăm Việt Nam. Phật giáo trên toàn thế giới là một, với tâm niệm tạo ra cuộc sống an lành cho tất cả người dân và cho Phật tử. Qua chuyến đi lần này, tôi tin rằng văn hóa Phật giáo của hai dân tộc sẽ càng được thắt chặt, cũng là điều kiện để chúng tôi học hỏi và tìm hiểu thêm về Việt Nam. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3, đoàn sẽ tiếp tục các hoạt động tại Việt Nam, gặp gỡ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, giao lưu với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gặp mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
gặp gỡ Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, dâng hương tại Đền Hùng, tham quan các di tích lịch sử, danh thắng tại Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đang tích cực chuẩn bị theo kế hoạch, sẵn sàng cho một mùa lễ hội thành công đón đồng bào cả nước về với đất tổ. Theo kế hoạch, Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 2017, tức mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 năm Đinh Dậu. Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường đang được tiến hành khẩn trương, công tác tuyên truyền trực quan cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt là các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội được quan tâm chú trọng. Tại nhiều điểm trong khu di tích và tại thành phố Việt Trì sẽ lắp đặt Wi-Fi miễn phí phục vụ du khách, cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất. Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã chuẩn bị tốt về nội dung kịch bản phần lễ theo kế hoạch. Hiện nay chúng tôi đang tích cực phối hợp khẩn trương với các cấp các ngành để chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết để tổ chức các cái hoạt động phần lễ sẽ được diễn ra theo đúng như kịch bản của Ủy ban dân tỉnh, đảm bảo trang nghiêm, linh thiêng và thành kính nhất. Nét mới trong tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm nay đó là lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng sáng ngày 10 tháng 3 âm lịch sẽ được tổ chức sớm hơn một tiếng so với mọi năm. Tức là bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng sẽ làm lễ dâng hương tại đền thượng để góp phần giảm tải áp lực của người dân chờ đợi từ hôm trước tại cổng chính nhà công quán. Thì sẽ cố gắng tập trung để phấn đấu đạt được cái mục tiêu 5-0. Đó là không có ăn xin ăn mày, không có ùn tắc giao thông, không có giá cả mang tính chặt chém và trèo kéo khách, không có những hành vi phản cảm trong lễ hội và không để mất an toàn vệ sinh. Nếu thực hiện được những việc đó thì chắc chắn sẽ để lại cho trong cái hình ảnh của đồng bào khách về Phú Thọ, hình ảnh lễ hội sẽ tốt đẹp hơn. Phần hội trong lễ hội Đền Hùng năm nay cũng có nhiều nét mới, đó là tại Hồ Công viên Văn Lang sẽ tổ chức hội thi bơi trải mở rộng và tại thành phố Việt Trì sẽ diễn ra lễ hội dân gian đường phố. Hiện nay các đội trải đang tích cực luyện tập để tham gia hội thi. Theo dự kiến của ban tổ chức, lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ đón hàng triệu lượt người về tham dự. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đặc biệt được chú trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng phương án phân luồng từ xa. Mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương theo đúng kế hoạch, sẵn sàng cho ngày khai hội, sẵn sàng đón đồng bào và du khách thập phương về với đất cội nguồn. Trong phần cuối của bản tin, hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật vừa diễn ra trong tuần qua. Sự kiện đặc biệt được dư luận quan tâm trong tuần qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhất trí nhiều biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cũng như khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Hai bên đã thống nhất tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược, thúc đẩy hợp tác hội nhập và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đánh giá cao vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc của Singapore và khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Singapore trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Hôm 23 tháng 3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có buổi tiếp thân mật với Thủ tướng Lý Hiển Long. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Cùng ngày, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chuyến thăm này của Thủ tướng Singapore sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, những dự án công nghiệp mới cho hai nước. Trong tuần qua, tiếp tục chuyến thăm của Tổng thống Israel tới Việt Nam, có hai sự kiện quan trọng đã thu hút sự quan tâm của dư luận là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Israel và Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam-Israel. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Israel, Tổng thống Israel khẳng định Việt Nam và Israel có rất nhiều tiềm năng hợp tác vẫn chưa được khai phá. Do đó, sự có mặt của các doanh nghiệp Israel trong chuyến thăm là một thông điệp cho thấy các doanh nghiệp nước này cần hiện diện nhiều hơn nữa tại thị trường Việt Nam. Tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, hai bên giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển nền công nghiệp quốc phòng của mỗi nước, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Israel. Với thông điệp tắt đèn bật tương lai, tối 25 tháng 3, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, 63 tỉnh thành của Việt Nam đã đồng loạt hưởng ứng giờ trái đất bằng cách tắt các thiết bị điện không cần thiết, thực hiện các hành động tiết kiệm năng lượng.
Cũng trong tuần, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ meeting quốc gia hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2017 tại thành phố Bắc Ninh. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tăng trưởng kinh tế, sức ép dân số và chất lượng cuộc sống liên tục gia tăng trong những thập kỷ qua, dẫn đến tình trạng ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước. Hầu hết các sông của Việt Nam đều đang có dấu hiệu ô nhiễm ở các mức độ khác nhau. Nhiều khu vực đang thiếu nước ngọt nghiêm trọng. 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 đã được vinh danh vào tối 19 tháng 3 tại Hà Nội. Đây là 10 người trẻ đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Mỗi người được vinh danh thuộc một lĩnh vực, một ngành nghề riêng. Nhưng điểm chung của họ là luôn cố gắng trong khả năng của mình để đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước. Bản tin thời sự cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hãy truy cập vào trang web của chúng tôi vtv4.vn cũng như là YouTube để xem lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên VTV4.